quý vị và các bạn, rùa biển là một trong những loại động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chúng thường sống ở những vùng biển có nguồn lợi thủy sản dồi dào. Tại tỉnh Quảng Trị, dọc theo miền chân sóng là nơi rùa biển thường xuyên xuất hiện, và đó cũng là nguy cơ loại động vật quý hiếm này bị người dân săn bắt tiêu thụ. Chính vì thế, giải cứu rùa biển, thả chúng về với môi trường tự nhiên, tuyên truyền cho người dân vùng biển là nỗ lực mà đội ngũ cán bộ, nhân viên, ban quản lý khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ thực hiện để bảo tồn loại động vật quý hiếm này mỗi khi có rùa biển mắc cạn. Trong suốt 2 năm qua, hoạt động ý nghĩa này được liên tục thực hiện. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019-2025. Đây là cơ sở để loài rùa biển được bảo vệ và cứu hộ hiệu quả hơn. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về loài sinh vật này, những nỗ lực cứu hộ rùa biển dọc theo bờ biển tỉnh Quảng Trị. Rùa biển là loài sinh vật có mặt trên trái đất từ 250 triệu năm trước. Rùa biển được xem là một trong những chỉ số đánh giá sự khỏe mạnh của môi trường biển. Trước đây, rùa biển phân bố hầu hết trên các vùng biển của Việt Nam với mật độ cao. Tuy nhiên, hiện cả 5 loài rùa biển ở Việt Nam là vích, đồi mồi dứa, quản đồng và rùa da đều suy giảm đáng kể về số lượng bởi các hoạt động của con người, từ đánh bắt ngẫu nhiên khi rùa biển vô tình lọt vào lưới, cho đến các hoạt động đánh bắt chủ ý mang tính chất hủy diệt. Từ việc người dân xả rác thải ra biển đến các hoạt động phát triển như xây dựng kè chống xói mòn, các công trình ven biển, khai thác cát ở quy mô tận kiệt làm mất các bãi đẻ trứng của rùa biển. Các mối đe dọa đối với rùa không chỉ ở bãi đẻ mà còn cả ngoài biển khi chúng di cư và tìm kiếm thức ăn. Chính vì vậy, trong quá trình cứu hộ rùa biển tại Quảng Trị, không ít rùa có dấu hiệu bị tổn thương khi vướng các ngư lưới cụ đã bỏ đi của ngư dân được phát hiện. Quảng Trị là địa phương có bờ biển trải dài 75 km từ xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh đến xã Hải Khê, huyện Hải Lăng. Dọc theo chân sóng bãi ngang, ngư dân sống hiền hòa và gắn bó với biển. Nguồn lợi thủy sản to lớn từ biển đem lại cho ngư dân đời sống khá giả. Tuy nhiên, cũng chính con người là nhân tố tác động tiêu cực lên môi trường biển với các hoạt động xả thải, đánh bắt thủy hải sản thiếu kiểm soát. Rùa biển là một trong những loài động vật nằm trong những nguy cơ đó. Biển Quảng Trị trong những năm trở lại đây, rùa biển xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được việc bảo vệ loài động vật này. Chính vì thế, việc tuyên truyền bảo vệ và tổ chức cứu hộ kịp thời loài rùa biển quý hiếm là hoạt động được Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ tập trung triển khai thực hiện trong 2 năm trở lại đây. Ngư dân Nguyễn Đình Kiên ở thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, hôm nay tranh thủ chuẩn bị lưới cụ để bắt đầu một chuyến đi biển. Anh còn nhớ như in việc hai con rùa biển dính lưới khi ra khơi đánh bắt cá. Ngay sau khi kéo lưới lên bờ, anh Kiên đã thông báo cho chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ. Sau khi làm thủ tục bàn giao, rùa đã được gắn thẻ định danh, được trả lại môi trường biển. Họ bắt lũ trong làng thì khoảng 5-6 con thôi, thì bên vừa rồi bắt được con khoảng 1 tạ. Đem vô trong đất đình trục ngoài trục cũng nổi, đem vô trong lưới, đem vô đất còn bỏ, thả luôn. Thì nếu đánh bắt gặp thì thả lại đó, nằm ngoài thả 2 lần, 2 con. Một con khoảng 1 tạ, một con khoảng 7-8 cân, 2 con luôn. Vì mình hay đi lưới nên nó còn thỉnh thoảng mắc thì còn hên xui nữa cho mình nữa. Tôi đã thả rùa là 2 lần, gặp 2 lần và thả 2 con rồi. Vì là có chương trình là bảo vệ rùa biển cho nên tôi cũng là rùa mắc lưới cho nên tôi cũng thả về lại biển để bảo vệ rùa biển. Những chú rùa biển vướng lưới của ngư dân trôi dạt vào bờ do vướng rác thải nhựa liên tục được cứu hộ. Đội tình nguyện viên bảo vệ rùa biển đã được hình thành ở các xã có biển bãi ngang và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cứu hộ rùa biển. Đây là những người trực tiếp đi tuyên truyền về bảo vệ rùa biển, đồng thời khi nắm bắt được thông tin ở đâu có người bắt rùa hoặc rùa bị dính lưới thì lập tức có mặt để giải cứu. Chị Nguyễn Thị Hồng đã gắn bó với công việc tình nguyện viên giải cứu rùa biển 3 năm nay. Hầu hết các triền cát, bãi ngang dọc theo biển Vĩnh Thái
đều in dấu chân của người phụ nữ này. Gặp từng ngư dân, tuyên truyền vận động để họ hiểu và nhận thức tốt hơn trong việc bảo vệ rùa biển. Khi mà có cái chương trình bảo tồn rùa biển thì mình thấy rất là hay và phù hợp và có ý nghĩa, nên là mình cũng ấp ủ và mình tham gia cái tình nguyện viên bảo tồn rùa biển. Sau nhiều năm lại đây thì được tập huấn, rồi được về công tác tuyên truyền vận động thì bà con đã có ý thức, và mỗi lần mà đánh bắt được rùa thì bà con cũng đã báo. Mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian công việc và cũng đi đến với bà con để tuyên truyền, rồi động viên, rồi khích lệ bà con trong công tác bảo tồn rùa biển để được tốt hơn trong những năm tới. Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ nằm trong phạm vi của ngư trường Cồn Cỏ, phong phú về tôm, cá và các loại thủy hải sản. Trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ đã triển khai rộng rãi chương trình tuyên truyền bảo vệ rùa biển, xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở các địa phương có biển, thường xuyên túc trực để kịp thời giải cứu các chú rùa không may bị người dân bắt được. Từ năm 2018 đến nay, gần 80 cá thể rùa đã được nhân dân, chính quyền địa phương, các xã ven biển báo cáo và thả trở lại môi trường. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ đã phối hợp với đội tình nguyện viên mà ban đã thành lập ra ở các địa phương ven biển và hải đảo, cùng với các cái đồn biên phòng ven biển và đảo thì đã cứu hộ thành công. Hiện tại tới thời điểm này là khoảng 8 trên 80 cá thể rùa biển trở về với đại dương. Trong cái công tác bảo tồn rùa biển thì trước đấy, những cái năm trước, hai đại mấy về trước á, thì là vấn đề mà người dân đi đánh lưới trên biển họ vô tình đánh bắt được rùa thì đa phần họ là giết thịt. Hiện nay thì cái vấn đề mà bà con giết thịt thì khả năng là không rất hiếp, là không còn nữa. Và ý thức của bà con là nâng cao rõ rệt, bà con chỉ cần mà phát hiện được rùa thì đã điện cho chính quyền địa phương, tình nguyện viên và cũng có thể là trực tiếp ngay lên cho ban quản lý để về cùng chúng ta cứu hộ. Theo khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại vùng biển các tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung, hai trong số năm loài rùa là đồi mồi và rùa da đã được xác nhận biến mất ở những vùng biển này. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng suy giảm số lượng rùa biển là do khai thác quá tải các bãi đẻ của rùa, đánh bắt bất hợp pháp, buôn bán bất hợp pháp rùa biển và các sản phẩm làm từ rùa, mất sinh cảnh, nguồn thức ăn và sự suy giảm chất lượng môi trường. Ô nhiễm rác thải nhựa cũng là một trong những nguyên nhân tác động tiêu cực đến sức khỏe của các sinh vật biển. Rác thải nhựa được xem là kẻ thù của rùa biển. Tại tỉnh Quảng Trị, với quyết tâm chung tay làm sạch môi trường biển, trong thời gian qua, nhiều hoạt động, chiến dịch với khẩu hiệu làm cho thế giới sạch hơn được các địa phương, các cơ quan tổ chức thực hiện, góp phần làm cho bờ biển sạch hơn. Là chúng tôi cũng vẫn là thực hiện cái kế hoạch hành động bảo tồn đã được phê duyệt. Trong đó cụ thể có một số cái công việc chính như là bảo tồn cái khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, cũng như là các cái xã ven biển. Đây thì chúng tôi thành lập các cái đội tình nguyện viên. Đội tình nguyện viên là 26 người tại các cái xã ven biển, đưa các cái chương trình tập huấn, giảng dạy chương trình bảo tồn động rùa biển tại các trường trung học cơ sở ở ven các xã ven biển, đưa cái chương trình ngoại khóa vào, và sau đó chúng tôi sẽ tổ chức các cái cuộc thi, các cuộc thi như vẽ tranh này, rồi là vẽ tranh về rùa biển này, rồi làm thơ ca hò về chủ đề bảo tồn rùa biển, cũng như là sẽ tổ chức các cái chiến dịch làm sạch rùa biển thông qua các cái hình thức đi thu gom rác thải và các cái chương trình giám sát rác thải nhựa tại các xã ven biển. Cứu hộ thành công nhiều cá thể rùa biển, nhưng làm thế nào để khoanh vùng bãi đẻ cho loài rùa vào đẻ trứng cũng là một vấn đề đặt ra, bởi loài rùa chỉ sinh sản ở những bãi cát yên tĩnh, hầu như không có tác động của con người. Trong khi đó, dọc theo bờ biển tỉnh Quảng Trị, hoạt động khai thác thủy sản, khai thác du lịch luôn được các địa phương triển khai. Theo kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành, những năm tới sẽ khoanh vùng bãi đẻ cho rùa biển tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Thì cái vấn đề mà hiện tại là du lịch, rồi các cái bãi tắm tự phát mở ra, rồi các cái hoạt động nuôi trồng thủy sản
thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng và sẽ làm giảm dần cái bãi đẻ tự nhiên trong tương lai của rùa biển. Do về cái mong muốn của những người làm công tác bảo tồn rùa như tôi thì làm sao đó mà mình sẽ quy hoạch được một cái bãi đẻ cỡ khoảng tầm 3 đến 5 km khu vực chiều dài ở xã Bình Thái, sau đó mình khoanh vùng lại, hạn chế mọi hoạt động du lịch của con người này, những hoạt động khai thác ở đó để mình bảo tồn một cái bãi đẻ tự nhiên cho rùa lên đẻ. Và cái bãi đẻ này sau này không những là rùa từ đó lên đó đẻ mà có thể phát hiện những cái ổ rùa mà đẻ rải rác trong tỉnh, thì mình đến một độ tuổi ấp nở nào đó mình sẽ di chuyển nó về ở đây để ấp nở, để vừa bảo vệ cho an toàn và có hiệu quả. Rùa biển được mệnh danh là loại động vật chỉ thị môi trường, có nghĩa là khi vùng biển nào sạch và trong lành thì nó trở lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc môi trường biển tại Quảng Trị đã có sự phục hồi và phát triển. Hiện nay, để công tác bảo vệ, giải cứu rùa biển kịp thời, đội ngũ cộng tác viên tình nguyện ở các địa phương đang dần được phát triển đầy đủ dọc các xã Bãi Ngang và đảo Cồn Cỏ. Đội ngũ này có thể nhanh chóng tiếp cận với những chú rùa gặp nạn và thả về với môi trường một cách nhanh nhất. Và giờ đây, mỗi người dân ở miền ven biển sẽ ý thức cao hơn trong việc ứng xử với rùa biển. Bởi bảo vệ rùa biển, bảo vệ sự đa dạng sinh học, đồng nghĩa với bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.